Sao thầy dạy cho con tôi mà uống rượu răm? Tại vì bữa nay nó đem rượu răm tới nó tặng thầy dạy cho nó cái răm ba thôi ở disco. Rồi trước khi mình biết disco thì mình học rap. Bây giờ chỉ cái trống thôi nha. Thì cứ nghĩ là thầy ở bên Việt Nam thân thiện với em thì dạy dễ hơn. Ok, ở bên Mỹ đâu được. Ta nói Chúa Phật tại tâm, mình nghĩ Chúa ở trên trời thì Chúa ở trên trời, Chúa ở trong nhà mình thì Chúa trong nhà mình. Mỹ Phật ở núi Cấm thì Phật ở núi Cấm, hoặc ở núi Bà Đen. Thì mình nghĩ gì là mình lúc nào mình cũng có một cái người bạn để học trống thôi. Disco là một cái điệu trống mình xài trong nightclub mà top của nhạc rock. Các em nào không hiểu thì từ từ thầy giải thích. Disco là disco, rock là rock. Thì cũng như thầy đã nói các em rồi, cha 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 là cha cha, đâu cha cha đâu phải là bồ lê, cha cha là rumba, nhưng mà nó relate nhau. Disco rock thì gọi chung một cái group của nó là rock, chứ mà nó đánh disco mà không giải thích được là tại sao nó từ đi đâu ra. Ngày qua thầy dạy cho anh Duy Hào, anh hỏi câu thầy phải bolero là 44 không? Đúng
nhưng mà sai của thầy nói đúng là sai đúng với người Việt Nam nhưng mà sai đối với Mỹ, tại cái form đó là 22 nhưng mà 100 người Việt Nam hết 98 người nói là điều đó là 44, thì ở Việt Nam đúng thôi, ở bên Mỹ là sai. Tại vì học trường nhạc ra không để cho in số intelligence của thầy. Thì cái bữa đó xảy ra là quốc sĩ trong ban nhạc quốc sĩ, nhưng mà ngày xưa là magic á, anh đánh dùm cho cái rầm bà sao ra là bolero. Thấy cả những người mà giỏi nhất cũng bậy luôn, cũng nói bậy luôn. Rồi thầy đánh cha thầy đánh cha thì nói cô đánh bố Sanova, thầy nói bây giờ là chương trình nhạc nhĩ đồng, cứ enjoy nghe cái nhịp theo. Người ta nói là một lẽ, mình đánh theo cái đó là tự động là mình rớt hết, không hiểu gì trời. Biết Calypso không? Sao bắt tôi đánh Bossa Nova thì cũng start cha không? Trời ơi màu mè thôi. Silo rock thì nói điện hiệu rock. Đi vô nhà thờ Mỹ, trời ơi siêu rock của nó nghe vậy. Bậy, siêu rock tụi mình đang đánh là của Mỹ trái, của Mỹ đen, nó xài nhạc lưu, gospel music, thành hai cái khác nhau. Ngôn ngữ phải cùng level, mình cùng tần số, mình nói chuyện với nhau nữa. Hai người đang đi trên xe bus, tán nhau ở trên xe bus, còn cái người đi xe hơi, đi xe bus, enjoy đi xe hơi, thì mình đừng có hay rằng, cái đúng là nhận diện, ở cái thế giới này 100 người sai, nó nói chuyện đó là đúng, mình phải chấp nhận. Đúng không? Thằng Biden, bây giờ quý vị cứ nghĩ là thằng Biden đúng không? Gia đình nó bán nước, mà người ta dẫn vote cho nó. Là tại vì cái khối dân chủ, nó tạo nên một cái không khí cho thằng dân Mỹ đen, thì dân nghèo vote cho nó thôi, mà không có cái sự thông minh. Cứ cấm đầu vote cho nó, tháng nay nó chìa cho 1.000 đồng, để lãnh gọi là handout. Thì bây giờ thầy dạy cho em, phân minh được cái tốt và cái xấu. Đừng để cho người ta nói rock là rock, disco là disco, không hai điệu relate nhau. Thì relate nhau, họ liên quan với nhau. Bây giờ mình tập trước là cái điều rock. Ta bốn chân bay thầy. 1, 2, 3, 4. Cứ hai cái chân bay á là mình đi xen kẽ với cái này. Rock đó, ủa tôi dễ chứ gì đây. Ủa gì đâu cần học. Bởi vì học là phải thông minh. Đừng bị thằng bạn nó bôi bán. Mày đánh cho tao bolero. Mình đánh chậm nó nói là rumba. Tao có những thằng nổi tiếng quốc gia âm nhạc bữa nổ cho dữ. Thầy viết 40 cuốn sách, thông tin vô tay của thầy. Rồi khi mình tập được cái này, mình phải có thêm một instrument nữa là cái snare. Nó để nó cân bằng một cái bụt thì một cái chắc, bụt một cái chắc, bụt một cái chắc. Rồi mình lo cái vàng tay trái và cái chân dưới. Em nào giỏi nữa chập thêm cái hai hát vô. Cứ đến 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi bỏ cái tay symbol vô. À, điều đó. Mình muốn thương cái người môn đệ của mình, mình phải hạ mình xuống mình dạy. Ê, bữa nay học điều đó. Bà chú đó, không nói bà mẹ nha, tao có chửi thề nha. Mấy đứa rồi nói đây, thầy lên trên sóng, thầy thả bom chửi thề bà mẹ. Trời ơi, còn rỡ ra không, độ xanh, độ đỏ. Bà chú nói, trời ơi, đem bà chú ra, lôi đọc ra. Bà chú nói, thầy hồi nãy mày nói tao là không biết đến điều rất. Thì tao giải thích cho mày điều rất, nó là điều phất, đó con. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Khi mà điều mất ra đời thì có
mình quen điệu rớt rồi. Nâng cấp lên 4 cái bay, đúng chung với điệu xe đó. Không lúc nào mà nâng chịu dừng lại là thấy chưa? Hồi nãy nó có chị buồn chắc. Bay nó liên tục. Thầy ra cái đó ngày xưa thời 80 mà linh đa trang đài, người đẹp, người đẹp tô châu mà lết dưới cái sàn. Và lúc đó thầy nói là nu quê. Rồi thầy nói ủa sàn hồi nãy thấy mấy cô mới lao mà sao mà em lết chỉ vậy. Thời 80 nu quê không tin đi cho coi linh đa trang đài mấy cô mới đâu lết sao đứng lên bằng toàn áo màu đen không dám lết cao màu trắng đâu. Thì bây giờ cái đó là nu quê bốn chân bay nè. Tại sao mình gọi là hiện tượng là disco? Khi mà chân bay và cái hát dập xuống mình tập một hai ba bốn, một hai ba bốn, mình thí nghiệm nó đập Sinonai cùng một lúc nha. Rồi cái tay này cứ việc đánh vô cái hai nét tự động nó ra disco. Ủa sao hay vậy thầy? Khi tao học trường ra rồi tao không như tụi bay. Trời ơi nghe cái thằng hàng xóm nghe cái anh say rượu nó ơi đi disco cái đánh đại đi. Đại bởi vì suốt cuộc đời làm lương có 1 triệu. Còn những người chấm sĩ như mình athlete đi ra ngoài một đêm phải 500 đô. 500 đô là như 5 × 2.5 12 triệu. Thấy không? Thầy muốn em lấy cái tiền đó để nuôi ba má của em, nuôi vợ, nuôi con. Trời ơi mà ngồi với mấy thằng bố lý bố bán đánh còn em 500 ngàn. Rồi nha. Bây giờ cảm thấy bây giờ thiếu cái gì? Nhưng mà thầy nhớ một có hai, một có hai, một có hai, một có hai, một có hai. Rồi nha, tự nhiên thầy cho cái này. Congratulations, trong vòng 5 phút transformation từ cái rock qua đứa em bé mới sinh ra đời đang nằm dưới đất, cho nó mua qua cái disco thì nó phải đứng lại chứ. Trời ơi nó chưa tập, nó chưa đang còn bò kêu nó đánh đi không được đâu. Rồi sau này em sẽ thấy cô Bảy đến cô siêu hơn này. Bây giờ về thầy bị sốt, thầy không có khả năng chút lên nè, siêu mẫu quậy nè. Bà chú đó trời ơi, không có chửi bà mẹ nha. Bà chú đó, bà còn hơn tao nữa. Đây, cô Bảy, xin quý vị chào đón cô Bảy. Nói thiệt đó, rồi vô, cô Bảy vô. Thấy chưa, cô Bảy vô, đánh còn kinh hồn nữa. Ta đã bị rớt. Rớt là tiền thân. Rồi từ từ mình nâng cấp nó lên disco. Ta từ phong simple rock cho mấy em mới học Mỹ nó thích lắm. Mỹ cái gì cũng rock hết. Cha cha cũng rock, bolero cũng rock. Thì đánh bình thường bên kia nè. Đó, đó, đó. Đánh dậy hết. Nè, nếu mà nói rock là thầy cô Bảy còn suy nghĩ còn thấy là
sang một cái rô lê là một khuôn của rô lê, em qua luôn cái disco. Disco nào cũng được, 1, 2, 3, 4, 5 gì cũng được hết. Thì cho biết bữa nay mình giới thiệu disco. Giờ mình lấy một cái track của nó để mình thực hiện. Chịu không nổi thì mới đuổi đi về.
Thì bữa đó nó mới đi về nhà, mới cái duyên gặp em ở ngoài chợ rồi mới hỏi thăm. Chứ mình suốt cuộc đời đi đánh trống làm sao mà gặp cổ được. Thì cổ đi chợ mới gặp. Rồi bây giờ cổ chỉ đánh với một cái vôi vô cổ thôi, một lai thôi. Đánh trống với một cái lai hát thôi. Yeah. Rồi đánh đi. Không, không đánh. Mình chỉ khó trong cái nhỏ nhỏ nha quý vị. Mình còn 15 phút nữa. Tắt chưa đấy? Mình đi uống một miếng nước đi. Còn 15 phút nữa. Mình 15 phút hay nhất của chương trình. Thank you.
tôi nói nhưng mà tôi quên bỏ dấu. Vợ tôi hiểu lầm em là một người phụ nữ dân đảng. Sao phải nói được dân đảng? Một ngày á, xưa đó bạn bè nó rủ tôi một tuần đi nhậu một lần, bây giờ một ngày đi nhậu bảy lần. Thành ra tôi hồ đồ. Đàn ông xin thông cảm, mình thông cảm mình cho cửa vô nhà để hát hết cái bài này. Mà ông tổ của cô Bảy là sư phụ của tôi dạy trống, mà cô Bảy hiểu ra thôi ông tổ ông về ông tha thứ cho anh chị, cũng phải tha thứ cho anh. Ây ghi cô nhà quần áo anh ơi tầm tương cầu đầu nghe thương nhạc.
Thank you.
mập thêm 10 pound còn được nữa, đánh trống là mất pound rất là nhiều.